phải là con người đúng không? Yeah.
Ê nhưng mà từ trước bây giờ về đi làm gì ạ? Bắt điều điều mà nó mất lấy cái mùa lâu rồi. Thiên chị nó còn nhớ. Thiên chị năm nay miền Tây Covid nó không đi được anh. Rồi chỉ có một lớp trộn thôi, lớp trộn rẻ thôi. Chủ là lớp trộn rẻ thế thôi. Chỉ có một lớp trộn thôi. Đánh trộn một lớp trộn mà giờ giờ còn có 7.000 à. Thôi bù đắp cái cũng vừa đấy. Thank you.
lúa. Thank you.
đây biết sao thì cái cổ ép trước tăng ép dưới nhưng mà phải bắn sâu cũng phải cắt mắt đi đúng không, mình cái cổ nhưng mà ép là để cho nó mình cái cổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
cô mới ai về không buồn rồi xong rồi bố ở nhà bố đi ăn tự xúc cơ lên cơ rồi dịch ghê mà tuần sau con phải làm nè mà sợ bố à thì về chứ ở đây làm gì tiền đâu ăn mà thế mà dịch quá Thank you.
Thank you.
Mày có phản ứng gì đúng không? Đúng không? Mày bắt đầu đúng không?
làm vô cô. Mày nhìn đi, cứ con nào bỏ mặt ở tao đấy. Không cần hỏi. Thì ai cô thế này. Đây là, đây là ba chị em đều trong một trong hai. Có mấy con nhỉ? Mày cứ nhìn con nào bóng lưỡng ở tao đấy. Như thế nào? Tựa chuẩn bị tặng tao tô. Cái này là đúng nhỉ? Trang quá. Ê con kia tặng tô kìa. Con của chim ta. Biết nhá. Từ giờ rồi chị tô hết. Nhìn quan quan của tao tô. Thank you.
Thank you.
chị im đi. Ăn nó là một tiếng rồi trước. Một tiếng thì em thấy em buồn buồn.